Xin chào các bạn. Dưới thời vua Từ Đức, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược Đại Nam từ năm 1858. Đến năm 1883, khi Từ Đức qua đời, thực dân Pháp cũng đánh dấu quyền bảo hộ của mình với Hòa ước Quý Mùi, hay còn có tên gọi khác là Hòa ước Hắc Măng. Trong đó, các xứ Nam Kỳ là xứ thuộc địa của Pháp. Xứ Bắc Kỳ thuộc quyền bảo hộ hoàn toàn. Còn Trung Kỳ dù vẫn thuộc triều Nguyễn cai quản nhưng có sự kiểm soát của quân Pháp. Trước tình hình đó, Tổng đốc Lưỡng Quảng là Trương Thủ Thành làm mật sớ về tâu với triều đình về việc Pháp bảo hộ Đại Nam. Đại Lược nói: nước Nam và nước Tàu tiếp giáp với nhau, mà thế lực nước Nam thật là suy hèn, không có thể tự chủ được nữa. Vậy ta nên mượn tiếng sang đánh giặc mà đóng giữ ở các tỉnh Thượng Du. Đây khi có biến thì ta chiếm lấy những tỉnh ở về phía bắc sông Hồng. Thực hiện chủ trương này, nhà Thanh quyết điều động quân binh các tỉnh phía Nam từ Chiết Giang, Phúc Kiến đến Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, cùng hạm đội Nam Dương tiến vào miền Bắc. Tuy vậy, quân Thanh không tiến quân ồ ạt mà phối hợp với quân Cờ Đen, một băng cướp di chuyển giữa Quảng Tây và Bắc Bộ và thường xuyên đụng độ với lực lượng Pháp trong nhiều năm trước đó. Thủ lĩnh băng là Lưu Vĩnh Phúc, ra lệnh dùng cờ hiệu màu đen. Vì vậy, họ được gọi là quân Cờ Đen. Vào thời điểm tháng 1 năm 1884, tổng số quân Thanh kể cả quân Cờ Đen ở miền Bắc khi đó lên tới chừng 50.000 người, đóng thành một hình vòng cung từ Hưng Hóa Thái Nguyên đến Bắc Ninh. Chiến tranh Pháp-Thanh năm 1884 đến năm 1885 nổ ra. Pháp lúc này không chỉ muốn bình định Bắc Bộ mà còn muốn con đường nối từ Hà Nội đến tỉnh Vân Nam và các cảng ven biển phía Nam Trung Quốc. Vì vậy, Pháp cũng đã huy động một lực lượng lớn đến. Trong khoảng thời gian đầu năm 1884, quân Pháp tại Bắc Bộ được tăng cường lên 16.000 người. Một loạt các trận chiến nổ ra cả trên bộ lẫn trên biển. Nhìn chung, dù phải nhận một số thất bại, nhưng Pháp vẫn chiếm được ưu thế, buộc nhà Thanh phải ký các hòa ước với Pháp năm 1884 và 1885, chấp nhận mất ảnh hưởng tại Đại Nam và công nhận tất cả các hiệp định mà Pháp đã ký với nhà Nguyễn, trong đó có cả hòa ước Giáp Thần năm 1884, hay còn có tên gọi khác là hòa ước Paternocha. Hòa ước tiếp nối hòa ước Hắc Măng năm 1883, lần này là Pháp bảo hộ hoàn toàn Đại Nam. Và cũng chính từ đây, lãnh thổ Đại Nam có sự biến động lớn với hàng loạt các quyết định phân chia, sát nhập. Hầu hết trong số đó là cắt nhượng cho các nước láng giềng, khiến cương vực đất nước suy giảm đáng kể. Trong đó, cả các hiệp định với nhà Thanh. Công ước Pháp-Thanh năm 1887 được ký kết để phân định biên giới. Trong đó, tại vùng biên Đông Bắc, Pháp nhân danh bảo hộ Đại Nam đã nhượng bán đảo Bạch Long Vĩ, giải đất duyên hải xứ Quảng Yên cho nhà Thanh. Biên giới từ sông Dương Hà, An Nam Giang trước kia nay lùi xuống phía Nam, lấy cửa sông Bắc Luân ở Hải Ninh, Móng Cái làm địa giới. Không chỉ cắt vùng duyên hải Quảng Yên, Pháp còn cắt 9 xã thuộc tổng Kiền Duyên và Bát Tràng. Tên gọi Bạch Long Vĩ có nghĩa là đuôi rồng trắng, thường được lý giải cùng với truyền thuyết về Vịnh Hạ Long, cho rằng khi người Việt mới lập nước đã bị giặc ngoại bang, Ngọc Hoàng sai rồng mẹ mang theo một đàn rồng con xuống hạ giới giúp người Việt đánh giặc. Sau khi dẹp tan quân xâm lược, mẹ con nhà rồng quyết định ở lại để giúp đỡ nhân dân. Và ngày nay, nơi rồng mẹ đáp xuống chính là Vịnh Hạ Long, nơi rồng con đáp xuống là Bái Tử Long. Còn Bạch Long Vĩ chính là vị trí đàn rồng quẫy đuôi nước tung trăng xóa. Ứng với bán đảo Bạch Long Vĩ có địa thế tựa như đuôi rồng. Sau khi bán đảo này bị Pháp cắt nhượng năm 1887, thì tên Bạch Long Vĩ mới được đặt lại cho đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng bây giờ. Về mặt địa lý, ngày nay khu vực bán đảo Bạch Long Vĩ trước kia, nay là Phòng Thành Cảng, là một thành phố cấp tỉnh quan trọng tại khu tự trị Quảng Tây. Với diện tích hơn 6.000 km2, bằng diện tích nhỏ nhất Việt Nam hiện nay là Quảng Ninh. Thành phố Phòng Thành Cảng được chia làm hai quận là Cảng Khẩu và Phòng Thành. Một thành phố cấp huyện là Đông Hưng và một huyện là Thượng Tư. Trong đó, huyện Thượng Tư và thành phố cấp huyện Đông Hưng giáp biên giới trực tiếp với Việt Nam. Thành phố Đông Hưng có cửa khẩu quốc tế thông thương trực tiếp thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ thông thương với Việt Nam, trước kia vào thập niên 1940, Đông Hưng là một trong số ít cửa khẩu chính thông thương giữa Trung Quốc với các nước thuộc địa Đông Nam Á. Nó được mệnh danh là Tiểu Hương Cảng, Tiểu Hồng Kông. Phòng Thành Cảng được kết nối chặt chẽ với thành phố Nam Ninh và được coi là cửa ngõ ra biển của Quảng Tây. Cùng với Bắc Hải, hiện nay, Phong Thanh Cảng vẫn là một cảng thị trọng tâm của Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ. Bên cạnh các ngành liên quan đến cảng,
còn có du lịch, đánh bắt thủy hải sản, sản xuất điện và nông nghiệp. Các tài nguyên thiên nhiên khác là than đá, đá vôi và nước suối. Ngoài ra, Trung Quốc đang vận hành một dự án nhà máy điện hạt nhân tại thành cảng, với giai đoạn 1 có 2 lò phản ứng đang hoạt động. 2 lò phản ứng đang được xây dựng và 2 lò phản ứng đã được lên kế hoạch. Nhà máy điện hạt nhân này chỉ cách 54 km với Việt Nam. Nhìn chung, Phong Thanh Cảng vẫn là nơi sinh sống lâu đời của người Việt và lãnh thổ của Việt Nam gần 1.000 năm. Kể từ khi Tiền Ngô Vương Ngô Quyền khôi phục nền độc lập dân tộc năm 938 đến Triều Nguyễn năm 1887. Ngày nay, sau gần 100 năm nằm trong lãnh thổ Đại Thành, Trung Hoa Dân Quốc rồi tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vẫn có khoảng hơn 18.000 người Kinh, Việt sinh sống tại đây, chiếm khoảng 2% trong tổng dân số hơn 800.000 người tại Phong Thanh Cảng. Họ là một dân tộc thiểu số được công nhận tại Trung Quốc. Tuy vậy, địa bàn người Kinh, Việt chỉ còn tập trung ở ba đảo, sau là ba làng tên là Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm, thuộc địa phận thị trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, cách cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam chừng 15 đến 25 km, nên thường được quen gọi là Kinh tộc Tam Đảo. Mặc dù những người Kinh Việt này chịu ảnh hưởng ít nhiều từ văn hóa Trung Hoa, tuy vậy, văn hóa truyền thống dân tộc vẫn được họ duy trì. Họ vẫn nói tiếng Việt, nhưng tiếng Việt của họ là tiếng Việt cổ, pha trộn nhiều với tiếng Quảng Đông, quan thoại phổ thông. Về cơ bản, họ vẫn có thể nói chuyện và thông hiểu với người Kinh ở Việt Nam, nhưng không hiểu chữ viết, do Việt Nam chuyển sang viết chữ quốc ngữ từ thời cuối Pháp thuộc, trong khi họ vẫn lưu truyền và dạy chữ Nôm, đồng thời sử dụng chữ Hán như ngôn ngữ phổ thông tại Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về bán đảo Bạch Long Vĩ? Hãy cho chúng mình được biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.